Bây giờ là quan chuẩn bị chụp hình. Để trước khi chụp hình phải ăn cho no dạ rồi chứ đói bụng quá, sáng giờ đâu ăn. Em ơi, tao mua cho ai ăn cái gì nữa. Thế ăn gì thế? Cái tiêu. Mà mình đem về chơi cho chưa. Để tao phải ăn hai bụng thể cho. Bụng hay là cơm? Ba bụng thể. Ba bụng thể thì bánh bèo. Có bánh lọc rồi. Có bánh lọc. 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 Mọi người nếu ai mà xa quê hương thì biết là bánh lọc nè, bánh bèo chén là những bánh đặc sản ở miền Trung ha. Đó, khác với bánh bèo Việt Nam nha mọi người. Đó, rồi bánh lọc là bánh lọc Huế, ở đây là bò món Huế. Nói chung là nghe mùi là thấy ngon rồi, chứ qua chưa ăn món đồ quán này lần nào, tí review lại coi ngon hay không ha. Xong sau đó mới vô chụp hình. Chào chị. Em mà tới đây em hoài à. Chủ quán không cần đếm đâu mọi người, cứ ăn bụp 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 vô cái dĩa luôn đó. Chị có đếm không? Đó. Không đếm luôn ha. Nè, nè 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 nè. Nè mọi người thấy không? Đây khác gì là bánh bèo bánh bánh lọc miền Trung à, miền Trung khác với miền Nam luôn ha. Rồi, mờ hành rồi chi nữa. Cái này là cái này cái chi vậy? Hành ăn vào da heo. Da heo chiên giòn hỉ. Dạ. Rồi mình bỏ cái cái gì nữa nè? Hành phi. Hành phi thôi chứ được không? Hành phi kia. Tôm chạy. Tôm chạy tòi. Tôm chạy tòi hết á. Tôm chạy tòi đây. Tôm chạy á là để ăn bánh bèo. À ăn bánh bèo tôm chạy rồi. Tôm thịt. Đấy bánh lọc này. Này quay lên quảng bá cho hẳn rồi nha. Dạ đúng rồi. Thôi này. Cô mới nói là quay lên quảng bá cho hẳn nè. Nè, đưa vô cái mặt anh này quảng bá luôn nè, đây. Thế mọi người đấy qua đó còn mặt hợp rồi bạn quảng lê đường thôi. Đó, đây là bụng hện. Cơm, à bụng. Bụng hện này mình tặng bao nhiêu lâu rồi? Mời dạ, bạn 5 tháng. Mời bạn 5 tháng. 5 tháng khách ổn định không? Dạ có. Quán nói là đây là bán được 5 tháng rồi mà khách ổn định là chắc chắn là ngon rồi. Đây là tiên quan tới ăn nha, tí này ăn là review rồi. Nhưng mà bây giờ miền Trung mình đang lũ lụt đó. Gia đình mình có sao không cô? Ngoài Huế có sao không? Ở Phương Vida đó. Phương Vida, cô ở Vida luôn hả? Ở Phương Vida đó. Bồn hện thì có bị ở ngoài đâu có bị không? Không, à là cô chỉ bị ngập ngang ly thôi được không? Đó. Cô nói là ở gia đình cô ở ngoài Huế là ở Cồn Hến thì chỉ bị ngập ngang cái chân thôi, đỡ hơn ở Quảng Trị, đỡ hơn ở mọi nơi khác. Vậy là mình cũng đỡ lo cô ha. Cứ nghe. Đó. Cô nói đỡ hơn những cái nơi nặng hơn, bị sập núi là sạt đất này kia. Nên cũng lo, đỡ lo hơn cho gia đình một chút xíu. Nhưng mà giờ mình nghe những thông tin về miền Trung ai cũng thấy hơi lắng lòng một chút xíu. Rồi đây. Đây. Đó. Đây là cơm hện nha mọi người. À bụng hện, bụng hện. Chào cô, chào anh. Đây là bụng hện. Quán của em đấy. Dạ sao đấy? Sao anh nhìn em ngạc nhiên vậy? Ăn nhiều rồi hả? Ok, bụng hện. Rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta trộn lên, trộn đều lên nè. Đó. Ok, khỏi cần ăn thêm nữa, có. Nhưng mà qua thích ăn ớt chứ tự cho thêm ớt. Vừa ăn. Qua ăn ớt nhiều lắm mọi người. Ớt. Mọi người ngon quá. Ngon. Ngon. Ngon nha mọi người, ở trong miền Nam mà ăn được cái món mọi hệ là ngon cực kỳ luôn à. Ăn bụng hệ nha. Thì chúng ta sẽ cụp miệng. Đây là nước luộc hệ. Nước luộc hệ đi nè, rất là ngon. Đó. Cô, cái nước ni là nước luộc hệ đó cô hỉ. Nước hệ luôn đó. Nước hệ. Cực kỳ ngon nha mọi người. Yeah, mời mọi người ăn. Ăn xong rồi. Ngon thật sự nha mọi người. Anh đeo không nhỉ? Mà giờ no quá rồi. Thôi. Và chuẩn cơm hến rất là ngon. Đây một hộp cơm hến bằng này. Rồi bánh bèo không? Không, em ăn bánh bèo nổi đâu, ăn no mà thôi. Mạng về là cơm hến nè. Cơm hến. Ý, làm dễ người ta cho em thử làm coi chị thử coi. Làm giúp mình nè. Có cái hộp không? Bỏ cho tôi dừa hả? Bỏ cho tôi dừa.
Để lên. Rồi mọi người chỉ em làm đi, chỉ làm thử nha mọi người. Chưa bao giờ làm hết đó, ra Huế ăn rồi. Rồi lúc đây mình tập làm. Bỏ vô. Thêm miếng nữa. Thêm miếng nữa. Đấy, rồi, đây sắc thế. Ừ. Ôi, nghe chứ, nghe chứ. Không cho lấy thêm mọi người sợ tốt. Còn bò bị giá. Cơm hay bún? Thôi nè, ăn bún rồi giờ ăn cơm đi ha. Ăn cơm. Rồi, được rồi, xin lỗi. Cho nó sợi sợi á, sợi sợi sợi. Rồi, sợi được. Bỏ thông thả đi. Bỏ thông thả. Thông thả là nhiều á. Là bỏ nhiều đó mọi người. Bỏ thông thả. Tôi trở thành người làm đúng rồi. Dạ. Quấy rồi. Không có cho nghỉ ngơi chút nào luôn. Đây. Một muỗng mè. Rồi, một ngon. Quấy đồ hẳn tròn luôn mẹ. Bọn này chuyện chuyện rồi không? Trời ơi. Nước mắm đi. Nước mắm này, sắc vô này. Rồi. Rồi cho tỏi xong rồi giờ mình nêm hến cho nha. À chở theo luôn phải không? Trời ơi vừa vừa thế nè. Một muỗng hến. Đó, một muỗng hến. Rồi, cái gì nữa? Đậu phộng. Cái này thì cho ăn nhiêu bỏ bấy nhiêu nè, để một muỗng hến là đúng một muỗng hến. Đó, cái này cho nhiều là cả. Đó, ra bao nhiêu bỏ bao nhiêu. Lấy vốn lại mọi người. Da heo. Rồi. Xong rồi hả? Ừ, có trang trang gì nữa không? Ngon. Lấy con ngò đi. Ngò trong này. Trời ơi. Lấy cơ lấy bao ngò mà lấy bao rác ra đưa tôi vậy trời. Kỳ cục. Rồi, vậy là qua tự tay qua làm xong một dĩa nè. Rồi, rửa ra xong rồi mọi người. Rồi. Rồi, Tony nhiêu tiền? 20.000 à. Rồi ơi, phần ăn 20.000 nè mọi người. Nãy giờ ăn bao nhiêu tô rồi? Rồi gói lại cho em nè. Rồi cho em cái muỗng nha. Rồi để ra tất cả đâu. Lấy nước hẹn chứ ăn phải còn nước hẹn cái kem theo đứa này tình tiên cho người ta nè. Bao nhiêu tô bùng hẹn? 60.000 60.000 là mỗi tô 20.000, cái này 20.000 là 80.000 một dĩa. 30 là chín rồi mấy cái chả, cọ chả. Không biết nữa, ba cái trước mặt rồi đó. Có cái chỉ có. Lại trăm nghìn hả? Lại còn 100.000 thôi. Rồi, ăn quá trời thì có 100.000 nè mọi người. 4 người ăn 100.000 thì chia ra mỗi người có 25.000. Thiếu nước á, lần sau khuyến mãi nước trà đá đây nha. Có trà đá, có trà đá luôn. Khuyến mãi trà đá uống thoải mái luôn. Cho cái muỗng này luôn vậy. Trời ơi, cho luôn cái muỗng này luôn, sang luôn. Bữa này không tốn lấy luôn. Rồi cảm ơn mọi người. Cảm ơn chị. Bye bye nè.